Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểm Bến Tre của mình. Đây là cái khu vườn cúc mâm xôi của mình nè mọi người. Hôm nay thì nhà mình sẽ tưới phân cho cúc mâm xôi ha. Đáng lẽ cái cử phân này là mình phải tưới hôm qua, hôm trước, nhưng mà do nhà mình đang bận công việc một chút cho nên là dời tới hôm nay. Bình thường thì 4 đến 5 ngày là tưới một cử phân mọi người, mà nay cái cử phân này nó giãn ra tới 6 ngày luôn. Cúc của mình hiện tại phát triển cũng tương đối tốt này. Cây đang lên đọt khá là đẹp, đều đều rồi. Đó, những cái cây này á, tới cái cử phân này rồi thì nó sẽ lên tiếp đó mọi người, tại vì cúc mâm xôi nhanh lắm, một hai cử phân là thấy cây nó khác hẳn, cây nào mà nó chịu phát là nó phát nhanh cực kỳ luôn. Thì cây này đọt lên kiếp rồi, cái này chắc có tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đọt luôn, nhiều ha. Đó. Bên cạnh những cây đẹp như vậy thì vườn mình cũng có một số cây nó hơi xấu. Đó. Cây này nhà mình có và đang nín cái đọt ở trong á. Này, lá quăn này, dày lá này. Hình như xịt hơi phàm xuống một chút cho nên là nó không có được nảy lên bằng những cái cây kia. Đó, những cây này thì rất là đẹp rồi này. Mới có cây một thôi ha. Cây này mà tầm mình cây hai là nó bằng một chậu á. Hôm bữa có một bạn hỏi mình này, xịt thuốc gì để giúp cho cái cúc mâm xôi này nó đi đọt nhanh ha, nảy tược nhanh á. Đây mình quay cho mọi người xem cái loại mình đang sử dụng này. Ở đây là có cái phân bón qua lá 331111 ha. Ở ngoài này nó có cái thành phần này. Đây. Đạm là tới 33%. Cái nào mà đạm cao thì nó sẽ giúp cho đâm chồi đẻ nhánh nhanh nha mọi người. Đây. Một hũ như thế này cộng với atracon. Atracon thì là thuốc trừ bệnh ha. Hai cái này mình kết hợp với nhau, mình pha một muỗng nhỏ nhỏ vào một bình 20 lít và xịt cho cây. Đó, ở đây cái này nó cũng có ghi này mọi người, có lợi ích nhiều cái lắm. Mọi người mua về thì mọi người đọc cái công dụng hướng dẫn sử dụng ở trên này hết ha. Mình thấy xịt cái này nó lên nhanh. Hôm bữa mà cách đây tầm một tuần đó, mình quay cho mọi người, lúc đó mình đang tưới phân đó, thì những cái cúc của mình nó còn đọt, nó còn ở trong nách không, mà mới ra có chí chí không. Nhưng mà nay nó bung ra được cái này. Đấy, khá là đẹp luôn. Đó. Tất nhiên thì bên cạnh những cây đẹp thì vẫn có những cây xấu. Chứ mình làm ít khi đều lắm. Người ta làm 10 cây như một, mình làm 10 cây là 10 cây nè mọi người ạ. Đó. Rồi, trả lời câu hỏi tiếp là có một người hỏi mình là khi nào thì cây 2 cho cúc mâm xôi ha. Thì nhà mình thì sẽ cơi vào cuối tháng 6 nha mọi người. Cuối tháng 6 đầu tháng 7 âm lịch, tầm 29-30 gì đó là bắt đầu cơi. Đó, từ đây tới đó cũng còn mười mấy ngày mà đọt lên như thế này thì mình thoải mái vô tư ha. Rồi tưới phân cho cúc. Để đi lại đây quay cho mọi người xem hôm nay mình tưới phân gì ha. Phân cũng thay đổi hơn so với mấy lần trước, lượng phân thì cũng tăng lên. Nói chung là cúc lớn lên dần thì mình sẽ tăng cái lượng phân lên mọi người. Và cái loại phân này mình thay đổi tùy theo cái tình trạng của cây. Mấy nay ở chỗ mình nó mưa dữ quá luôn mọi người. Mưa từ sáng tới chiều. Mặc dù mình đã đắp mô rồi mà cũng không có trái khỏi. Có một số cây nữa mà nhìn nó không được đẹp lắm. Đó. Thì quay thì cho mọi người xem thì xấu đẹp gì mình cũng quay hết. Đó. Ủa cái này dầm giống như chưa cây đọt đấy thôi. Cây rồi mà. Nói chung là cúc mâm xôi mọi người làm cứ từ từ chậm chậm thôi. Ban đầu thì nó như thế này, nhưng mà tầm mà cây lên được cây 2 rồi thì nó phát rất là nhanh luôn. Đó. Nên mình cứ đi chậm chậm từ từ. Anh tưới. Ủa tưới nhẹ nhàng quá vậy hả? Xung quanh bầu vậy? Hôm nay tưới phân gì á? À, 3 số 16. 1,5 kg hả? 1,5 kg cho 1,5 kg chậu đúng không? Tới không hết hả? Thì tới tầm 1,2 kg đi ha. Tại vì nhà mình pha vào một cái thùng đặc như vậy, nhưng mà thường thường thì tưới không hết đâu. 1,2 kg, 3 số 16, với cộng với một hũ rừng rễ. Hũ rừng rễ 500g á mọi người. Hũ rừng rễ đó tên gì em quên lấy ra đây. 949. 949 đúng không? 1949. À 1949. Đó, cái hũ rừng rễ đó thì
Mình hay tưới cho mai, đợt trước thì là mình tưới vua ra rễ nhưng mà giờ mình thay đổi sang cái loại khác cho mọi người, loại này thì giá nó mềm hơn. Tại vì cây giờ thì bộ rễ ra nó cũng mạnh rồi, giảm lại cái giá thành lại chút ha. Nhìn anh ấy tưới kìa, anh ấy tưới xung quanh như thế. Sao không tưới như đợt trước, tưới đại lên? Vâng, cái này nó mạnh hơn, tưới kiểu đó, đỡ phạm phân. À, tại vì cái phân này mạnh hơn, cho nên là mình tưới như vậy. Tưới nhiều hơn. Ừ, đúng rồi. Cái này là mất cái đọt đấy hả? Con gì ăn mất tiêu hả? Sao anh ngắt đi? Đó. Cái phân này thì nhà mình là lúc trước ha, cách đây là 6 ngày thì tưới có 8 lạng phải không anh Hiệp nhỉ? Ừ, mà bây giờ tăng lên tới ký 2 đi. Tại vì mình pha ký rưỡi nhưng mà tưới không có hết. Là về tăng cũng dữ lắm mọi người. Và tưới thì tưới nhẹ nhẹ xung quanh cái chậu như vậy ha. Ở nhà mình làm cái chai xỉ tinh kìa, nhỏ kìa mọi người. Lý do vì sao mà mọi người biết mà khi mà tưới phân cái giai đoạn này mình dùng cái múc phân nó nhỏ như vậy không? Để thứ nhất là canh cho đều, thứ hai nữa là tại vì cái cây của mình nhỏ, mình múc cái lượng phân nhỏ thôi. Múc nhiều mà mình tưới á, nó cũng chạy xuống dưới kia hết không à. Uổng phân lắm. Khi mà cây nó bắt đầu bự lên ha, tầm như cây 4, cây 5 á, thì mình bắt đầu lấy cái ca phân á, mình tưới. Tưới như thế này thì nó thấm đều xung quanh cái bầu như vậy là nó giữ phân lại nó cũng vừa rồi, nó ít có chạy. Còn mọi người mà dùng cái ca thì mình múc một cái lượng phân nó lớn à, lớn thì tưới nó giọt xuống à, nè nó cũng giọt nhưng mà ít hơn. Còn nếu như mình tưới nửa ca thì nhiều khi mình liều lượng nó không đều. À, đây nha, cử này là nhà mình tưới 3 số 16, 1 ký 2 cộng với một hũ rừng rệ 5 lạng tưới cho 1,5 cây. Tầm 4 đến 5 ngày thì tưới một lần. Phân thì mình thấy thì giai đoạn này thì tùy, có mỗi người thì đi một kiểu, tùy vào cái cây của mình. Nhà mình thì đi cái loại này ha, để kiểm tra xem thử cái bộ rễ của cây nó tới đâu. Bộ rễ mạnh đây này mọi người. Đó, ăn ra tới ngoài này luôn này, trắng này này. Đó, bộ rễ ăn ra thế này rồi. Đó, rễ mạnh rồi ha. Cây nó phát triển cũng tương đối tốt, tuy nhiên thì mấy nay do mưa nhiều quá nên nhìn cũng rất xanh mướt. Với lại mình hơi giãn cự phân ra, lượng phân đi đã thấp rồi mà còn giãn ra thêm chút nữa cho nên nó hơi bị thiếu phân một chút. Bây giờ mà tới cự này vào thì tầm một tuần sau mà mình quay lại video cho mọi người xem là nó khác biệt hẳn. Nay nay có rầy luôn này này, trời mưa như thế này hay bị rầy lắm, bay đầy luôn à. Đó, mọi người thấy cúc mâm xôi có nhanh không? Giai đoạn đầu á, mình cứ đi chậm chậm từ từ vậy đó. Tới khi mà cây nó phát lên được, nó phát rất là nhanh luôn. Đó. Có một số cây á, nó hơi bị khùn rọt đó mọi người. Đây, không có được đẹp lắm. Thì mình chăm từ từ ha. Mình chăm từ từ thì nó sẽ đẹp thôi. Rồi, chăm sóc cúc mâm xôi thì giai đoạn này thì là mình chú trọng bộ rễ, bộ lá cho cây để tạo cho cây nó có cái tàn bự, nhiều đọt, nhiều nhánh. Cho nên là mọi cái phân thuốc mà đi lên cây á, thì đều giúp hai cái vấn đề đó ha. Tại vì giai đoạn phát triển của cây, phân ở đây thì mình thấy đa dạng lắm. Mọi người đi mỗi kiểu, mọi người thì đi 20-10-10, 30-10-10, 2-4-5-5, tùy vào cái thói quen và cách làm của mọi người. Nhưng mà đều là những cái phân mà đi đọt, kết hợp với rừng rễ để hỗ trợ tạo cái bộ rễ cho máy. Rồi, mỗi giai đoạn thì mình sẽ có thuốc cho nó phù hợp. Đó, quay cho mọi người một vòng. Nói chung thì cúc nhà mình nằm ở cái mức trung bình. Trung bình thôi, chứ không được đẹp. Tại vì có một số vườn bây giờ của họ là phải cỡ này trở lên hết trơn này. To hơn cả cỡ này nữa. Và đặc biệt là đều cây. Ý là như cây nào cũng giống nhau ha. Thế nhà mình là có một số cây nó bị xấu. Một số cây này cái gì cắt ngang luôn này mọi người. Đó, một số cây nó xấu, nó không có được đẹp. Thì những cây đó thì mình để xem thử nó phát triển như thế nào đã ha. Nếu mà cây mà đâm tược được, lên được ok thì giữ lại. Còn nếu không thì mình cũng cho nó đi ha. Đó. Ráng cây 2, cây 3 cho nó đều đều chút. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Bây giờ mình phải tranh thủ ha, lại tưới phân.
Đó, cộng tưới chậm chậm từ từ thế kia. Bye bye mọi người ha.